thêm một ngân hàng phá sản tại Mỹ. Cơ quan quản lý bang New York đã ra lệnh đóng cửa ngân hàng Signature, SB, vào ngày 12 tháng 3. Chỉ 2 ngày sau khi ngân hàng Silicon Valley, SVB, ở bang California phá sản. Bộ Tài chính Mỹ và các cơ quan quản lý ngân hàng khác cho biết trong một tuyên bố chung ngày 12 tháng 3 rằng tất cả những người gửi tiền tại SB sẽ được chi trả toàn bộ và người nộp thuế sẽ không phải chịu tổn thất nào. Theo Reuters, vụ phá sản của SB là vụ ngân hàng phá sản lớn thứ ba trong lịch sử Mỹ. Cơ quan quản lý ngân hàng bang New York đã chỉ định tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang, FDIC, một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, là bên tiếp nhận để xử lý tài sản của SB. SB đã báo cáo tổng số tiền gửi tại ngân hàng là khoảng 110,36 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. SB chưa lập tức đưa ra bình luận. Động thái diễn ra sau khi SVB buộc phải ngừng hoạt động hôm 10 tháng 3 trong vụ ngân hàng phá sản lớn nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008 và lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ. SVB là nhà cho vay hàng đầu trong giới khởi nghiệp công nghệ tại thung lũng Silicon, xếp thứ 16 trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ. Trong khi đó, SB là một ngân hàng thương mại có văn phòng cho khách hàng tư nhân ở New York, Connecticut, California, Nevada và Bắc Carolina. Có 9 ngành kinh doanh quốc gia bao gồm bất động sản thương mại và ngân hàng số. Tính đến tháng 9 năm ngoái, gần 1/4 số tiền gửi của SB đến từ lĩnh vực tiền điện tử. Nhưng ngân hàng đã thông báo vào tháng 12 cùng năm rằng họ sẽ cắt giảm 8 tỷ USD tiền gửi liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 2 vừa qua, SB thông báo tổng giám đốc, CEO, Joseph DePaul sẽ chuyển sang vai trò cố vấn cấp cao trong năm nay và người kế nhiệm ông sẽ là giám đốc vận hành, CEO, của ngân hàng, Eric Howell. Ông DePaul là chủ tịch kiêm CEO của SB kể từ khi ngân hàng ra mắt vào năm 2001. SB từng có mối quan hệ gắn bó với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và gia đình ông, cung cấp tài khoản séc cho ông Trump và các doanh nghiệp của ông, cũng như tài trợ cho một số dự án kinh doanh của gia đình này. SB đã chấm dứt quan hệ với ông Trump vào năm 2021 sau cuộc bạo loạn chết người ở Điện Capitol, Quốc hội Mỹ, vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và kêu gọi ông Trump từ chức. Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Mỹ ngày 12 tháng 3 cho biết khách hàng của SVB sẽ có quyền tiếp cận các khoản tiền gửi của họ bắt đầu từ ngày 13 tháng 3. Chính phủ liên bang cũng đã công bố các hành động nhằm bảo vệ tiền gửi tại SVB và ngăn chặn mọi hậu quả tài chính rộng lớn hơn từ sự sụp đổ của ngân hàng này.